mạch nha bà con biết cháo yến mạch hết rồi đúng không? Nhưng mà cháo yến mạch nó rất tốt cho sức khỏe bà con. Nhưng mà cũng có một số người không ăn được cháo yến mạch. Đó là số người có bệnh dị ứng, rối loạn tiêu hóa, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, ăn kiêng, giảm cân là không được, không được. À, béo phì là không được, không được ăn cháo yến mạch bà con à. Rồi ngoài ra không cháo yến, ăn cháo yến mạch không được ăn, không được ăn là những người không được ăn cháo yến mạch đó là người có bệnh dị ứng, rối loạn tiêu hóa, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, ăn kiêng, giảm cân, béo cái mà phì phì, béo phì. Nhưng mà bù lại cháo yến mạch nó rất tốt bà con à, nó rất tốt, tốt cho tim mạch nè, nó giảm cholesterol, ổn định đường trong máu, huyết áp, ngăn ngừa ung thư. Wow, tốt quá phải không bà con? Hỗ trợ cho tiêu hóa, tốt chưa? Tốt quá, tốt đi. Ngăn ngừa táo bón, ngăn ngừa bệnh thiếu máu, tốt cho người giảm cân, tốt cho hệ thần kinh. Wow. Còn nữa làm đẹp da, đẹp da cho phụ nữ, đẹp tóc, ổn định về kinh nguyệt, trị giàu, ăn bình thường như các loại cháo khác. Ta ăn mà cứ 6 ngày thì phải nghỉ một ngày, ăn 6 ngày nghỉ một ngày. Những người không nên ăn cháo yến mạch, mặc dù đã biết nó tốt, nó rẻ, nhưng mà không nên ăn là người có bệnh dị ứng, người rối loạn tiêu hóa, bà bầu cái mà bà bầu, phụ nữ đang cho con bú cái mà cho con bú, ăn kiêng, người giảm cân, người béo phì là không ăn được cháo yến mạch. Bà con nhớ nha bà con ơi, vui vẻ mạnh khỏe, chúc bà con ta mạnh khỏe khi ăn cháo yến mạch. Woo!